À, vâng, ý thưa quý vị thì mấy hôm nay Đạt rất là buồn bởi vì đôi khi là làm ơn mắc oán quý vị ạ. Thế cháu Đạt mà làm như thế thì cháu Đạt quá là hiền hạ, quá là không ra gì, làm việc chỉ là việc thất đức chứ không phải là việc giúp bà Loan nữa. Thế còn là nhiều những cái thành phần nhá gọi điện đến để đe dọa để chửi cháu Đạt nhá nếu như còn xuất hiện một lần nữa. Thôi rồi, cái câu chuyện này nói tóm lại là như này, con nghe nào chưa, nốt một cái video hôm nay thôi, còn bất kể ai mà động chạm đến con hay gì con không thèm nói làm gì. Vâng. Còn á, những cái đứa nào mà nó nói con hoặc nó nghĩ sai về con, ông trời bây giờ gần lắm, không ở xa đâu con ạ, nghiệp quật chúng nó luôn. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đấy rồi. Vâng, ý thưa quý vị thì mấy hôm nay Đạt rất là buồn bởi vì đôi khi là làm ơn mắc oán quý vị ạ. Đó thì như cái video Đạt vừa mới đăng tải là tuyên bố là ngừng hỗ trợ cho bà Loan ấy, thì Đạt cũng có nhận được sự đồng tình của rất là nhiều quý vị khán giả cũng như là cộng đồng mạng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì một số người anh em nhà bà Loan ấy cũng có lên những cái video mà phải yêu cầu Đạt là phải sang đấy là phân biệt rõ đúng sai rồi thì làm rõ cho cái câu chuyện đó. Thì kính thưa quý vị là khi mà Đạt lần đầu tiên mà sang để giúp đỡ bà Loan ấy, thì trong cái tâm thế là bà bị hai người con là con trai và con dâu bán đất và đuổi bà ra đường. Và chứng kiến cái hoàn cảnh đó thì Đạt cảm thấy rất là phẫn nộ và cũng như là muốn làm tất cả những gì để giúp đỡ cho bà. Tuy nhiên thì sau khi mà xác minh cái sự việc trên ấy, thì Đạt thấy là bà hoàn toàn là không phải là bị con đuổi ra đường. Cái việc này thì cũng đã được cơ quan chính quyền địa phương xác minh và làm rõ và đã khẳng định là không có cái chuyện mà bà bị đuổi ra đường như vậy. Cho nên là Đạt thấy là cái câu chuyện này thì cũng chỉ đơn thuần là tranh chấp cái lợi ích trong gia đình thôi. Và Đạt không có cái trách nhiệm và nhiệm vụ gì để mà đến đấy để mà hòa giải cả. Và cái việc đúng sai, ai đúng ai sai thì Đạt cũng không nghiêng về phía ai cả. Và cái việc ai đúng ai sai thì sẽ có pháp luật giải quyết, chứ Đạt thì Đạt chỉ có đi giúp người thôi. Và Đạt nhận thấy là cái trường hợp của bà Loan là không phải người già neo đơn và cũng hoàn cảnh cũng không hề khó khăn, thế cho nên là Đạt mới ngừng hỗ trợ bà. Đó thì quý vị biết đấy, cái video đầu tiên mà khi mà Đạt đến gặp bà đấy, bà cũng chia sẻ với Đạt là 2 năm nay bà sống bơ vơ. Thì cho Đạt hỏi là thế ba người con gái của bà đâu mà lại để cho bà sống bơ vơ như vậy, đúng không ạ? Và hơn nữa là Đạt cũng thấy là có người dân chia sẻ là bà còn không có đủ chăn ấm để mà đắp, không có cơm để mà ăn. Thế cho hỏi là ba người con gái kia chẳng nhẽ không lo được cái chăn cho bà đắp, không lo được cái bữa cơm cho bà ăn à, mà lại còn phải đi ngửa tay xin tiền của những mạnh thường quân, đúng không quý vị? Đó thì thực tế ra để mà nói thì cái việc mà Đạt đi thiện nguyện từ xưa đến nay ấy, Đạt đã bỏ ra rất nhiều tỷ đồng để giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên cả nước. Ấy thì Đạt chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh mà người già neo đơn này, đấy, trẻ em mồ côi này, lang thang cơ nhỡ này, hoặc là hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thôi. Thì thưa quý vị là cái trường hợp của bà Loan có phải là khó khăn đâu ạ, đúng không ạ? Thì làm sao mà Đạt có thể giúp đỡ được, ngoài kia còn rất là nhiều người khó khăn và khổ sở ở ngoài kia, mà đặc biệt là trẻ em vùng cao bây giờ còn thiếu thốn rất là nhiều. Thì Đạt cũng đang chuẩn bị một chuyến đi thiện nguyện ở vùng cao, dự kiến là quy mô rất là lớn. Thì quý vị hãy theo dõi và đồng hành cùng với Đạt để mà dõi theo cái con đường thiện nguyện của Đạt quý vị nhé. Thế còn Đạt cũng xin khẳng định lại một lần nữa này, là cái câu chuyện của bà Loan ấy thì là được gần như là cả nước biết rồi, và các cơ quan ban ngành cũng rất là quan tâm. Cho nên là Đạt tin rằng là chính quyền địa phương cũng không thể nào mà dám đứng ra để mà bao che cho cái hành động mà bất hiếu đuổi mẹ ra đường như vậy. Cho nên là Đạt rất là tin tưởng vào cái xác nhận của chính quyền địa phương đó. Và Đạt nhận thấy là cái việc này thì do là mâu thuẫn trong gia đình rồi thì tranh chấp về cái mặt quyền lợi thôi. Cho nên là Đạt quyết định là không tham gia nữa. Và Đạt khẳng định lại một lần nữa là Đạt không hề là đứng về phía bên nào cả. Đó, và Đạt cũng không đưa ra một cái nhận định gì về trong cái câu chuyện này. Đó, thì chắc là video này là video cuối cùng mà Đạt nhắc đến cái câu chuyện này. Và Đạt mong rằng là những người trong cái câu chuyện này tự dàn xếp và hòa giải với nhau làm sao cho hợp lý nhất. Thì quay trở lại với cái câu chuyện hôm nay thì Đạt đang trên đường đi đón hai bà cháu. Một cái hoàn cảnh mà Đạt vừa mới đăng tải đó. Thì bà là hiện tại bây giờ là đang bị khớp rất là nặng
và cái bệnh của bà là nằm trong cái khả năng của Phúc Lâm Bảo Đường, thì Đạt muốn đưa bà lên Phúc Lâm Bảo Đường để chữa bệnh về khớp gối và đưa cháu nhỏ đi khám xem là kiểm tra xem là cái tai của cháu như thế nào. Đạt sợ rằng là nếu mà để lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thính giác của cháu, và cái hoàn cảnh này Đạt thấy là rất là xứng đáng để mà nhận được cái hỗ trợ của Đạt. Thì bây giờ quý vị hãy cùng theo chân Đạt để đi đón hai bà cháu quý vị nhé. À bác này, bác này, thưa quý vị là vừa đến đây là cháu đã ra cổng để đón bác này này. Úi rồi, kêu dắt bác vào nhà. Bà đâu con? Thế sao bà? Ui ôi tóc, ui rồi cắt tóc đẹp trai thế này quý vị. Quý vị nhìn này, ui trời ơi đẹp trai thế. Mẹ đâu con? Xăng. Xăng, đấy. Cứ mẹ đi đâu là cũng bảo xăng thôi. Đi đổ xăng à? Mẹ đi đổ xăng à? Ờ, thì bao giờ mẹ về? Đấy, thưa quý vị là đấy, kháu khỉnh như thế này đây. Nào, thế chuẩn bị để đi chưa? Ba chuẩn bị xong chưa bà? À vâng, cháu chào bác. Bác ăn cơm thế nào? Bác là hàng xóm à hay là con nhà chú? À con nhà chú ạ. Vâng. Ờ cháu hạ bà cháu. Hai ba cháu ăn cơm chưa bà? Đấy bây giờ bà xong mới soạn nhà kia. À vâng. Nào thế đi chuẩn bị để đi thôi bà. Rồi đi đi đi. Nè. Đi ra. Đi nhá. Đi bang nhá. Tô. Ok. Tô. Nó tô à? À nó bảo tô đấy quý vị ạ. Đi bác nhá. Bác cho đi khám bệnh nhá. Nhá. Con lè lưỡi ra bác xem nào. Úi đang ăn cái gì đây? Con ăn thịt đấy. Con đau không? Đau mồm không? Vâng. Mồm đau à? Ừ. Đấy, thưa quý vị là một đứa trẻ rất là ngây thơ, đáng yêu. Đấy, lên Phúc Lâm Bảo Đường thì bác cho các bà các cô chăm cho nó béo tròn lên nhỉ. Cho nó đẹp trai ra nhỉ. Đẹp trai nhá. Con thích đẹp trai không? Thích. Ngoan lắm. Cháu ngoan lắm. Ngoan ơi là ngoan luôn nhỉ. Đáng yêu nữa chứ. Đây bà chuẩn bị. Đây à, tất cả đồ đạc đây à bà? Đây, mình chữa nhỉ, có phải mang sữa của cháu không nhỉ? Bà cứ mang đi, tại vì là nếu mà lên mà mua sữa mà đổi sữa ấy là vẫn phải trộn vào để cho nó quen dạ ấy. À, vâng. Sữa nó... Không, sữa... Cái sữa hộp. Sữa hộp này bà. Vâng, vâng. Đấy, cứ mang về để cho các bà, các cô xem là sữa... Sữa của bà đau khớp uống. Ui, thôi. Chả có cái sữa nào đau khớp mà. Thế chứ bây giờ nó quảng cáo thì con bé ra mua cho mà. Ba không phải uống. Lên đấy rồi còn phải lo cái gì nữa. Lên đấy có thuốc xương khớp rồi không phải lo. Đây có sữa của con đây. Sữa ai đây con? Sữa của con đi. Sữa của con. Trường. Trường á? Sữa của con. Trường. Trường. Chả biết nói gì. Thôi được rồi. Để đây nhá. Để mang đi cho con uống nhá. Rồi. Thì bà cháu nó út khóa ấy mới nhé. Đâu còn cái gì nữa bà? Thôi thế thôi. Thế thôi gì bà? Thôi được. Thế thì cho lên này đi. Cho lên xe nhờ. Nào cho lên xe để đi nhá. Nào đi. 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 Đi tô. Dép này. Dép của cháu. Qua đây. Con sỏ dép vào đây. con sỏ dép. Muốn đi dép ý rồi. Lại muốn đi dép ý. Nào đi dép vào. Rồi. Bỏ dép này à? Đi. Bỏ dép về nhà. Thế là bà lại bàn giao lại nhà cho cô chồng à? đi. Đi rồi. Bỏ bye bye bà út mà bà nhờ hai bà út nhé. Con đi chữa bệnh đây. Con bye bye đi con. Bye. Con bye bà út đi. Út. Sao bà dắt xe bà? Đi. Khóa chắc ở trên sao bà út ạ? Hai bà út. Chắc là... Đây khóa nhà đi, cho bà út. Đi ra đây. Đi. Này thì dễ bắt cóc lắm rồi quý vị. Đấy, ai cũng theo. Ồ, cái bọn đi hàng sọt nó bảo có đi không, lên đi mua kẹo là nó dắt là trèo lên xe đi. Nhờ. Không biết là ai. Đi. À, đồ đạc đi hết lên đây. Nhá. Đấy. Lên tô nhá. Rồi. Đi, bà lên xe đi bà. Ừ. Rồi, cháu chào các bà, cháu đi nhá. Đấy. Vâng, cháu đi đấy ạ. Dạ. Bye bye bà út nha. Vâng, thưa quý vị là như vậy là chúng ta đã đến Phúc Lâm Bảo Đường rồi quý vị ạ. Đấy, bà đi lên đây.
cố gắng. Thế bà đây cháu xách nốt cho. Ôi bà xách được. À. Con đi ô tô còn thích không? Thích. Thưa quý vị, bây giờ là cái giờ nghỉ trưa của các y bác sĩ, thì cũng là giờ nghỉ trưa của các bệnh nhân. Đấy, giờ này là cũng gần 1 giờ rồi. Thì bà đi vào đây. À, Hải Anh đây. Đây, nhiều quý vị khán giả hỏi là Hải Anh đâu thì đây, xin thưa quý vị, đây là Hải Anh đấy ạ. Nào, thế dạo này là đảm nhận công việc gì ở trong này? Trưởng ban an ninh. Trưởng ban an ninh không? À? Bảo vệ đúng không ạ? Em gửi lời chào tới quý vị khán giả đi. Em chào con... quý khán giả kênh Đặt Đến Rồi ạ. Con chào. À, con chào quý vị khán giả ở kênh Đặt Đến Rồi ạ. À, rồi, đi. À. Thế, bà đi lên trên này. Cả người làng dưới lên tận trên này làng này. Cô ạ. Không, bà... Không, cô. Bà đi thang này ở đâu ạ? Thôi được rồi. Đi bà lên đây. Thôi được, bà nhắc cái chân không đau mấy thì lên trước. Vâng. Chân mà đau quá. Chào các cháu nha. Đấy, Phúc Lâm bảo đừng như mình đấy bà. Đấy, có cả người anh em nhà bà làm ở đây. À thế ạ? Ai ạ? À? Đẩy đẩy cái xe nhùa cái cháu rồi. À, con nhà bác đấy. Chú lúc nãy là con nhà bác bà. Ừ. À đấy ạ. Họ đấy. Cháu không biết chú đấy. Ừ. À, chú đang xây thêm cái công trình phụ ở đằng bên kia. Ôi trời ơi, thế nào mà toàn người đây trong. Đây, bà lên trên này bà. Đấy. Này. Con ai chơi vẫn nhặt được. Bác bà. Con chào bà đi này. Bà. Con chào bà đi. Bà. Chào bà đi. Con chào bà đi con. Bà. Ai chân là cho luôn. Đây, con bà. Đẹp trai thế này á. Bà đón cháu này. Bà bé nào. Ôi. Trời ơi, thương thế này á. Con đẹp trai không? Con, đẹp trai con, quá, trời ơi. Con ai bế cũng được bà. Trời ơi, đẹp trai thế này á. Xin chào quý vị khán giả nhé. Hôm nay đón thêm một đứa cháu nữa nhé. Ôi, tuyệt vời, bà đau chân thế này cơ à. Đấy. Ôi. Đấy, con của cháu của bà hôm qua hôm kia quay đấy. Đấy, nhìn các bà nhìn nó đẹp trai thế này mà này. Bệnh nhân. Đấy. Bệnh nhân ạ? Vâng. Đây. Giờ này giờ nghỉ trưa cho nên là các bệnh nhân là ngủ hết ở trong phòng quý vị ạ. Bà vào đây bà ơi. Bà đây đầu giờ chiều thì khá mạnh. Nhìn bà đẹp dài không này. Ôi nhìn ấy. Lạnh đầu nóng ấy. Này nó đang viêm tay giữa ấy, xong rồi xem cho nó đi khám mẹ ạ. Ừ. Cho đi khám mấy thuốc xem. Anh đi điều trị viêm tay giữa tô lát nó vui. Chào cô đi. Ôi. Mẹ đâu con? Mẹ đâu? À có bánh. Đấy, hỏi mẹ đâu toàn xăng rồi. Đi mua xăng. Có bánh. Mẹ đi mua xăng. Mẹ đi đâu rồi? Xăng. Có nghĩa là mẹ nó lừa nó là đi đổ xăng, thế là đi mua hút luôn, bỏ luôn. Thế là bây giờ hỏi mẹ đâu nó toàn bảo xăng. Bánh nghe con. Rồi, con có bánh ngon chưa kìa? Con xin đi. À đi. À, bà đi. Mẹ gửi lời chào tới quý vị khán giả đi này. Xin chào quý vị khán giả của kênh Đạt Đến Rồi nhá. Hôm nay rất vui là được... cháu Đạt đi đón hai bà cháu nhà bà Bàng ở dưới Vân Hòa. Khác xa thôi nhưng mà cũng gần khu mình thôi mọi người ạ. Gần đây là cư dân mạng thì nói chung là cũng rất là ủng hộ cái việc mà con ngừng hỗ trợ cho bà Loan. Thì mẹ có nhận định gì về cái câu chuyện này? Nói chung là mẹ cũng đã nói với con rồi, đã xác định lên mạng thì nó cũng có cái mặt trái mặt phải. Người thương mình thì người ta ủng hộ cho mình. Còn những người mà người ta thấy mình làm ăn như này, nhiều khi người ta hay kiểu như là dân si ấy, người ta nói thì nói chung là cũng mặc kệ người ta. Cái đấy nó không quan trọng con ạ. Cốt là cái tâm mình phát ra tốt hay không thì tất cả cộng đồng mạng ai cũng biết. Mà nhiều người cũng vào bình luận bảo là nó nhờ cái view này để nó lên view, để nó nổi tiếng. Nhưng mà người ta có xem mình, xem cái kênh của con từ trước đến nay đâu. Mà người ta không biết thì người ta hiểu lầm, đấy là việc của người ta. Còn sau này người ta sẽ hiểu, nghe chưa? Còn cái việc của bà Loan ấy thì nói thật sự, đấy là may là con cũng xem xét và quay xe lại là đúng đấy. Còn nếu như mà con mà theo ý như cái lúc ban đầu con làm thì bây giờ tất cả mạng xã hội đều quay lại với con luôn. Đấy, may đấy. Tất cả cộng đồng mạng người ta tinh lắm, người ta nhìn cái là người ta biết là đâu là đúng, đâu là thật. Nghe chưa? Thế cho nên là con không phải suy nghĩ để làm cái gì cả. Thế còn cảm ơn tất cả những mọi người đã quan tâm và theo dõi và động viên tinh thần cháu Đạt trong cái dịp này. Thế còn nhiều những cái thành phần
nhá, gọi điện đến để đe dọa, để chửi cháu Đạt nhá. Nếu như còn xuất hiện một lần nữa, tôi sẽ đưa cái số điện thoại của những người đấy lên để cho cộng đồng người ta lên án nhá. Còn bây giờ con tôi xác định bỏ 3 tỷ ra để giúp bà Loan là có thật, gia đình nhà tôi là có thật, chứ không phải là gia đình nhà tôi nói mồm nhá. Thế nhưng mà trước khi bỏ 3 tỷ ra để giúp bà Loan thì gia đình chúng tôi đằng sau của cháu Đạt còn có mẹ của cháu Đạt và vợ của cháu Đạt. Chúng tôi phải xem xét đúng hay sai thì chúng tôi mới giúp chứ. Bây giờ chúng tôi mà giúp cho bà đến lúc rồi á, mọi người người ta tìm hiểu ra không, cái câu chuyện đấy không phải là sự thật, thì cháu Đạt và gia đình chúng tôi để mặt vào đâu? Vừa mất tiền để lo lắng cho bà, vừa bị cộng đồng người ta chửi cho. Đấy. Thế còn tất cả tôi cũng đã xem hết rồi. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người. Hầu như hàng nghìn bình luận thì chỉ có một vài cái bình luận trái chiều thôi. Cái đấy con không phải suy nghĩ làm cái gì cả, tại vì mình làm bằng cái tâm. Đấy. Thế còn thì từ trước đến nay là con tôi vẫn đi từ thiện, vẫn đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là bây giờ nhá. Cho nên là đấy, đấy là nói để cho mọi người biết đấy. Còn nếu như tôi mà phát hiện mà những thành phần nào mà lấy số điện thoại mà gọi điện để đe dọa con nhà tôi, đây là tiền của con nhà tôi đem đi từ thiện chứ không phải nhà tôi đi kêu gọi nhá, mà áp đặt là nhà tôi phải giúp bà Loan, phải thế nọ thế kia, thì không bao giờ có đâu nhé. Nếu như các bạn cảm thấy mà thương yêu bà Loan quá thì các bạn đem tiền nhà các bạn đem ra mà giúp cho bà Loan đi nhá. Còn nhà tôi còn phải đi giúp những hoàn cảnh khác. Sự với quý vị là Đạt thì Đạt không sợ những cái đe dọa từ phía bên ngoài đâu. Thật sự Đạt là một người rất là bản lĩnh, và nếu như mà ai mà có khả năng mà đe dọa được Đạt thì xin mời hãy đến với Phúc Lâm Bảo Đường mà gặp trực tiếp Đạt đây. Chẳng qua là thật sự là đôi khi là con cảm thấy là cái lòng tốt của mình bị người ta hiểu lầm và người ta vùi dập ấy. Đấy. Và con cảm thấy là rất là uất ức ở trong lòng. Con bởi không vì phải là... uất làm gì. Bởi vì là trong cái trường hợp mà giúp bà Loan là con đã dùng hết cả tâm can của mình để mà đi thương cái hoàn cảnh của bà Loan, mà cuối cùng là bà ấy không phải là bị con đuổi ra đường như thế, mà xong khi mà con đã không ngừng giúp đỡ được rồi, đáng nhẽ là thì người ta cũng phải biết là cảm ơn mình là mình đã có cái tấm lòng như thế, nhưng mà bà ấy không phải là đối tượng mình xứng đáng để đúng mình rồi. Giúp đỡ. Đằng này lại quay sang để mà nói xấu rồi thì nói con hết cái này cái nọ. Nói chung là con cứ để ý mà xem, ở chỉ có bên TikTok thì có một vài thành phần thôi. Thế còn là xem ở bên Facebook mấy lại ở bên YouTube ấy thì nói chung là không. Nói chung bà con cộng đồng mạng thì rất là ủng hộ. Thế còn nếu như con tôi không làm được, tôi sẽ làm được nhá. Tại vì tôi còn sống ở đây mà. Nếu như mà bất kể một thành phần nào mà gọi điện đến đe dọa rồi thì chửi mắng con tôi nhé, tôi sẽ đưa những cái số điện thoại đấy lên cộng đồng mạng để cho tất cả cộng đồng mạng lên án. Nói chung là cũng bức xúc thật quý vị ạ. Đôi khi là mình làm ơn thì mắc oán ấy, cho nên là mẹ cũng có đôi lời bức xúc, nhưng mà thôi mình kệ. Mình có làm sai cái gì đâu mà mình phải lo. Đây là con tôi bỏ tiền của con tôi, mồ hôi nước mắt của con tôi ra để đi giúp đỡ mọi người, chứ con tôi không hề kêu gọi cộng đồng mạng nhé, không kêu gọi các mạnh thường quân. Cho nên là tiền của nhà tôi giúp cho ai là quyền của nhà tôi, chứ các vị không thể ép được nhà tôi cả nhá. Còn nhà tôi còn phải bỏ những cái đồng tiền đấy để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Đấy. Con cảm ơn mẹ đã đứng ra để mà có những lời lẽ mà bảo vệ con. Thì cũng xin được chốt lại một câu nữa với quý vị khán giả là Đạt không hề sợ bất cứ một gì cả. Có cái là cái lòng tốt của mình bị những thành phần mà họ nghĩ sai và muốn là vùi dập cái lòng tốt của mình đi ấy, thì là Đạt cảm thấy nó bức xúc thôi. Bởi vì là mình đã gọi là dùng hết cái tình thương của mình để mà đi giúp đỡ họ mà cuối cùng là bị họ quay lại và có những lời lẽ không hay đấy, thì Đạt cảm thấy là nó bị tổn thương về cái mặt tinh thần thôi, chứ còn Đạt không ngại bất cứ một vấn đề gì cả. Đấy thì hôm nay là mẹ cũng giải bày những cái mà con suy nghĩ rồi. Mẹ thôi. Thì mẹ cũng nói xong thì mẹ cũng thôi thôi, nhưng mà nhiều cái nó bức xúc, nhiều người ta không hiểu được ở cái vấn đề đấy. Người ta là con cháu nhà bà hay là làng xóm gì thì mẹ không biết, nghe chưa? Thì bây giờ các bà, các ông, các bà ở bên đó thì cũng phải suy nghĩ cho cháu một chút. Bây giờ cháu bỏ 3 tỷ ra nhá, nhưng mà để xác định để mua mảnh đất đấy, nhưng mà bên đấy chủ đất người ta không bán, thì cháu cũng không thể mua được. Với cái điều kiện là chỉ cố gắng được mua được 3 tỷ chứ không thể mua được 7 tỷ. Mà trước đó ấy, là chủ đất là có mua với giá là hơn 2 tỷ chứ không phải là 3 tỷ. Thì bây giờ hơn 2 tỷ là 13,6 mét mà nhân với 200 triệu một mét là thành 2 tỷ 7 đúng không ạ? 2 tỷ 7 thì mua 3 tỷ là chú ý là cũng lãi được 300 triệu rồi. Nhưng mà chú ý không bán thì đấy là việc của chú. Mà thôi cái câu chuyện đấy thì thôi, nhưng mà cái câu chuyện cái đáng lên án nhất ấy
là bà không phải là bị con đuổi ra đường mà bà lại lên mạng bà kêu gọi là do bà bị con đuổi ra đường. Mà cái việc bà không bị đuổi ra đường là cũng được chính quyền địa phương xác minh là đúng là không có cái chuyện đuổi ra đường như thế rồi. Thì con thấy là cái tình hoàn cảnh này không xứng đáng thì thôi con không nói giúp nữa. Nói chung là mình không cần phải con nói nhường như thế. Cái con sự giúp đỡ đấy dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Con không cần phải nói người ta đuổi hay không thì tự cái bản thân người ta ấy, nghe chưa? Người ta suy nghĩ. Không phải, tại vì là như này, cái câu chuyện này ấy, thì bây giờ là cả nước biết rồi và các cơ quan ban ngành lãnh đạo thì cũng rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh trường hợp này. Cho nên là con khẳng định với mẹ là kể cả chính quyền xã cũng không bao giờ dám làm sai để mà bao che cho cái việc mà hành động bất hiếu đuổi mẹ ra đường như thế, đúng không mẹ? Nên chính quyền địa phương đã xác minh và đưa ra cái kết luận là không có cái chuyện bà bị đuổi ra đường như thế là chính xác rồi còn gì, đúng không ạ? Thế còn hôm nay mẹ cũng ở tiện ở đây, mẹ cũng nói với con luôn như này, từ nay đổ đi con giúp bất kể ai, tất cả những cái hoàn cảnh điều kiện khó khăn con giúp ai thì giúp đi chăng nữa, nhưng mà con tin người nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Thì bây giờ nhá, cứ con, ai kêu một con, phát là con lại con biết rồi, nhưng vấn đề con là phải... như này này, nếu hôm đấy mà mẹ đi cùng con ấy thì mẹ cũng sẽ tin tưởng đấy là cái sự thật. Bởi vì sao ạ? Không chỉ một mình bà mà hàng xóm láng giềng cũng nói như vậy. Thật ra thì cái câu chuyện này thì Đạt cũng không hề trách hàng xóm láng giềng làm gì, bởi vì là Đạt có những cái bằng chứng chứng cớ là bà còn nói là bà tao đi tuyên truyền khắp làng khắp xóm rồi, con sẽ có cái video để mà cho quý vị nghe được cái câu nói của bà đấy. Thế cho nên là khi mà bà tuyên truyền như vậy thì chắc chắn là người dân trong làng sẽ tin vào một bà già chứ không bao giờ tin vào một người phụ nữ cả, đúng không ạ? Đấy, cho nên là thôi rồi, cái câu chuyện này nói thì tóm lại là như này, con nghe nào chưa, nốt một cái video hôm nay thôi, còn bất kể ai mà động chạm đến con hay gì con không thèm nói làm gì. Còn những cái đứa nào mà nó nói con hoặc nó nghĩ sai về con, ông trời bây giờ gần lắm, không ở xa đâu con ạ, nghiệp quật chúng nó luôn, nghe chưa? Thôi mình cứ tự cái tâm của mình làm ăn và phát triển để lấy cái thêm nhiều cái kinh phí để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khác, ví dụ như là bà cháu nhà này chẳng hạn nhá. Còn rất là nhiều người nữa. Và bây giờ hôm nay là đấy, một bác ở bên chỗ dưới Quốc Oai này này, là bây giờ bác ấy cũng đang muốn là con về giúp đỡ để cứu lấy một mạng người. Bác ấy còn bảo là, mẹ bảo là để em sẽ về bàn bạc với con xem, là sợ là ngày một ngày hai con nó bận. Chị ơi, chị về bảo mấy cháu là nếu mà như có lòng về giúp thì cố gắng xuống để còn cứu lấy người ta, không biết liệu người ta có qua được không. Đấy, những cái đấy mai con phải tiến hành luôn cho mẹ. Vâng, được chưa? Rồi, những cái việc cứu người là mình phải đi ngay. Vâng. Đấy, rồi. Đấy thì con cũng vừa mới đưa bà mấy cả hai rồi, cháu đây thì mẹ... con bàn giao lại mẹ, có gì thì mẹ sắp con xếp cho bà. Con để đấy tí nữa bà ấy khỏi chân cho mẹ gả chồng nhá. Vâng. Thưa quý vị, là chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Đạt đến rồi. Và trên đây là những cái mà chia sẻ tâm sự từ đáy lòng mình của Đạt. Và khi mà nói được ra hết rồi thì Đạt cảm thấy rất là nhẹ lòng rồi. Và cảm thấy là ok, Đạt sẽ không bao giờ nhắc đến cái câu chuyện này nữa. Còn ví dụ như mà thành phần cá nhân nào mà muốn trách móc gì Đạt ấy, xin mời hãy đến Phúc Lâm Bảo Đường, cơ sở 1. Và Đạt sẽ tiếp thì muốn nói cái gì, trao đổi cái gì, Đạt sẽ gặp trực tiếp và trao đổi. Thế còn bây giờ thì chào tạm biệt quý vị nhá.